Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiết mục Chính trường Hoa Kỳ với bình luận gia Đại Dương và luật sư Phan Quốc Cường. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Chính sự Mỹ với chủ đề Tổng thống Obama muốn qua mặt Quốc hội. Kính thưa quý vị, thất nghiệp trong 2 tháng qua vẫn ở mức 9.1%, đã làm mờ đi cái triển vọng tái cử vào tháng 11 năm 2012 của Tổng thống Obama. Vì thế, ông ta đã vừa một phần là đẩy mạnh cái dự luật việc làm qua Thượng viện và vừa hô hào cử tri, vận động cử tri để làm áp lực với các nhà lập pháp đối với cái dự luật này. Trong chương trình hôm nay, luật sư Phan Quốc Cường sẽ phân tích những nguyên nhân khác biệt, quan điểm khác biệt giữa Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Obama. Xin kính chào luật sư Phan Quốc Cường. Quốc Cường xin kính chào khán giả và xin kính chào quý vị. Dự luật 477 tỷ Mỹ Kim được Tổng thống Obama coi như chiếc đũa thần để giải quyết cái nạn thất nghiệp. Và đã trăm lần ông ta lặp đi lặp lại là Quốc hội phải phê chuẩn ngay tức khắc. Nhưng mà tại sao cái dự luật đó cứ lăn qua lộn lại ở trên sàn Thượng viện, thưa luật sư? Dạ vâng, cho dù Thượng viện là do đa số phe dân chủ nắm giữ, cho đến giờ phút này thì cái đạo luật của Tổng thống nó đã thất bại lần thứ nhất. Khi mà muốn đưa ra nguyên cái đạo luật được thông qua thì có tới 10 cái vị dân biểu dân chủ cùng đi chung với phe Cộng Hòa vốn là chống toàn bộ. Thành ra nó thất bại lần thứ nhất. Thì lần thứ hai thì phe dân chủ là muốn chia ra cái dự luật lớn đó thành ra nhiều cái mảnh khác nhau để hy vọng là từng mảnh một cũng sẽ được thông qua. Nhưng mà cái lần thất bại thứ hai vừa rồi thì cho thấy rằng là nói chung là về cái chủ nghĩa, cái phong cách suy nghĩ rằng là muốn đưa ra, tạo ra công ăn việc làm cho những cái người cựu chiến binh hay một số thành phần nào đó trong xã hội, chúng ta phải đánh thuế nặng hơn vào cái giới, theo từ của Tổng thống Obama là giới nhà giàu. Nhưng mà giới nhà giàu là những ai? Đó là những chủ doanh nghiệp. Thành ra 4 trong cứ 5 người làm chủ, 5 người nhà giàu thì hết 4 người là run những cái tiểu thương, họ thuộc là giới tiểu thương, mà đánh thuế vào 80% trong số bọn họ, tức là mình tiêu diệt đi cái những cái nguồn tạo công ăn việc làm lớn nhất cho đất Mỹ. 80% cái nguồn công ăn việc làm từ giới. Vì thế cho nên mà phe Cộng Hòa cứ kết tội ông Obama là người giết công việc thay vì là tạo ra công việc, có đúng không? Dạ vâng, tức là vì nhân dân muốn tạo ra công việc cho một số thành phần, và thí dụ nói là công nhân viên chức nè, giáo viên hay là cựu chiến binh, thì mình nghe qua ai mà chẳng muốn ủng hộ. Nhưng mà mình lại dùng một cái phương khách là tiêu diệt biết bao nhiêu công ăn việc làm khác. Ví dụ như bây giờ, trừ khi Quốc Cường là chủ một doanh nghiệp mà gặp may mắn bán đúng sản phẩm thì dùng vốn một mà được lời 10. Nhưng mà bây giờ thí dụ chồng chủ một cái cửa hàng nhỏ nhỏ thôi, mỗi ngày phải tính toán rất là cặn kẽ để mà mỗi tháng lời để mà nuôi gia đình, mà cũng như chấp nhận cái rủi ro trong những tháng năm sắp tới. Mà bây giờ thí dụ như bị tăng thuế thêm một phần nhỏ nữa thì cái số tiền lời đó biến mất đi. Thành ra thay vì phải cứ tiếp tục duy trì như vậy để rồi có thể bị phá sản bất cứ lúc nào, những cái người tiểu thương đó bắt buộc sẽ phải xem lại cái bộ máy của mình và sa thải bớt một số nhân viên. Thành ra mang danh là tạo công ăn việc làm cho một thiểu số nhỏ trong một số cái lĩnh vực rất là có giới hạn, mà nó lại có ảnh hưởng tiêu cực toàn bộ cho đại đa số tiểu thương trên toàn quốc. Thì trong cái phần phía Cộng Hòa, người ta kết tội ông Obama, kết lên án ông Obama là ông ta không có chịu thảo luận về các cái chính sách mà nhằm để vận động bầu cử mà thôi. Luật sư nhận xét như thế nào? Quốc Cường đồng ý với cái sự nhận định đó, không có muốn đi vào những cái lời mà phê phán mang tính cách đảng phái giữa hai bên. Tuy nhiên cái sự phê phán đó Quốc Cường nghĩ nó có nhiều cái sự đúng đắn ở trong. Bởi vì chúng ta không thể nào chỉ cứ nhắm vào những cái thành phần để kiếm phiếu ngoài kia và dựa vào cái political correctness là nói là để cho nghe cho nó có hay, cho nó phải. Em tai rồi, nghe em tai. Dạ, mà không có chịu tranh luận sâu sắc về cái lý thuyết, cái chủ nghĩa của cái lý thuyết đó nó sẽ gây ra cái tác hại lâu dài như thế nào đối với quốc gia. Thì bởi vậy mà cho bất cứ những cái ứng cử viên nào của Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả cựu lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa là ông Speaker Newt Gingrich, đã từng
thách đấu Tổng thống Obama cũng như tất cả các ứng cử viên khác là ông ta sẵn sàng tranh luận trong 7 cuộc tranh luận. Mỗi cuộc tranh luận phải là 3 tiếng đồng hồ và không cần những cái người moderator, chỉ để cho hai ứng cử viên đấu khẩu với nhau xem ai sẽ là người đưa ra những cái ý tưởng hấp dẫn nhất, mạnh mẽ nhất để mà thu hút cái sự tin tưởng của cử tri. Vấn đề nãy giờ mình nói là mới có cái phần mà dự luật 447 tỷ Mỹ Kim của ông Tổng thống Obama bị thất bại hai lần, mà trong cái khi tổng quát và cái lần thứ hai là lần cắt ra từng phần nhưng mà cũng đã thất bại. Nhưng mà chắc chắn là Thượng viện người ta sẽ tiếp tục đưa ra những cái phần khác trong dự luật đó. Nhưng bây giờ chúng ta hãy còn một vấn đề khác cũng bị nữa, tức là một cái dự luật mà do Hạ viện đã thông qua, bây giờ đưa lên Thượng viện cũng không được thông qua nữa, bởi vì chưa được 57-43 thôi. Tức là khi giảm một cái dự luật của Đảng Cộng Hòa. Cái dự luật của Đảng Cộng Hòa đó thì chỉ có được 57-43, mà cái dự luật của ông Obama thì 50-50. Cũng đã thất bại rồi, chưa đủ túc số 60. Thì cái dự luật này như vậy, thì tôi nghĩ rằng trong cái thời gian mà ai cũng nói rằng mình cần việc làm hết. Nhưng tại sao mà nhất định không chịu thông qua bất cứ cái dự luật nào, thưa tôi? Nói đặc biệt đối với dự luật mà do Đảng Cộng Hòa đưa ra. Thứ nhất là gặp cái sự chống đối rất là mạnh mẽ từ phía Nhà Trắng cũng như là phía Đảng Dân Chủ, vốn cho đến giờ phút này vẫn là kiểm soát Thượng viện. Họ tranh luận rằng là để cắt bỏ đi, thí dụ như cái dự luật mà đòi cắt bớt đi một số cái điều khoản quá rườm rà cho chính quyền, thì Tổng thống không có muốn cắt bỏ cái điều khoản đó, bởi vì nói rằng cái chi phí mà cung cấp cho việc cắt bỏ nó nhiều hơn cái chi phí chúng ta tiết kiệm. Thành ra cũng cần không muốn đi sâu nhiều quá vào những cái tranh luận hai bên, chỉ có thể nói rằng là mỗi bên đều có một cái lý thuyết của họ. Tuy nhiên nếu mà không có làm việc theo những cái đường hướng chung, gạt bỏ ra những cái sự tranh chấp bên ngoài thì chúng ta khó có thể đạt được cái sự đồng thuận. Và Quốc Cường nghĩ rằng là tuần này thì Quốc hội cả hai bên sẽ quay trở lại và họ có thể đạt một số đồng thuận mới về những cái dự luật mà liên quan đến ngoại thương. Ví dụ như đạt những cái thỏa thuận song phương về thương mại đối với một số quốc gia bao gồm Nam Hàn và một số quốc gia châu Mỹ Latin, thì đó có thể là một số cái triển vọng khả quan hơn để mà thúc đẩy cái tình hình ngoại thương của chúng ta, vốn cũng gián tiếp tạo ra nhiều công ăn việc làm. Vấn đề mà thất nghiệp hiện nay thì ai cũng biết rõ rằng nó là quá trầm trọng rồi. Nhưng mà giải quyết bằng công ăn việc làm thì hai bên đều có cái sự khác biệt cả. Mà như vậy thì có một lần tôi nhớ rằng ông Obama chỉ trích rằng Đảng Cộng Hòa chưa có đưa ra một cái dự luật nào liên quan vấn đề tạo công ăn việc làm. Thì luật sư nghĩ cái đó có chính xác hay không? Không chính xác. Thứ nhất là một cái job bill không nghĩa là mình lấy tiền thuế của người dân, mình tung ra, mình dùng tiền đó mình mua những cái công ăn việc làm. Bây giờ có xài 100 tỷ hay 1.000 tỷ mới, có thể tạo ra một số công ăn việc làm giả tạo. Tức là mình sẵn tiền thì mình cứ mướn người, nhưng mà không cần biết cái cấu trúc đó làm thế nào để mà có thể tồn tại trong những tháng năm sắp tới. Tức là cứ có công việc nhưng mà không tính cái hiệu quả kinh tế. Vâng. Nghĩa là cái việc làm, thí dụ anh bỏ 1.000 Mỹ Kim chẳng hạn, dạ, thì anh tạo ra cái công mà việc mà cái tác động kinh tế cho quốc gia chúng như ta thế nào? 500-600 đô la thôi. Đó là một cái sự tính toán có thể nói là rất là khờ khạo về đầu tư. Rồi bây giờ một vấn đề tiếp là bây giờ thì ông Obama nghĩ rằng Quốc hội không chịu thông qua, bây giờ chính ông ta sẽ làm. Thì cái điều đó, một là nó có hợp hiến hay không, thứ hai là cái tác động của nó đối với cái công ăn việc làm như thế nào, thưa luật sư? Dạ thưa, dưới bất kỳ đời tổng thống nào, khi mà một tổng thống bị ở giới lập pháp không có chấp nhận hay là ủng hộ cái cương lĩnh chính trị của mình, thì mỗi vị tổng thống đó đều tìm mọi cách thúc đẩy cái agenda của mình bằng cách này hay cách khác. Và Quốc Cường tin rằng là những cái nếu mà Tổng thống Obama làm việc hợp hiến thì cái sự chống đối nó giảm đi rất là nhiều, bởi vì phe chống đối họ cũng biết là cái sự chống đối không có hiệu quả. Nhưng mà nếu mà muốn tiếp tục thi hành cái việc là nếu mà không được thông qua dự luật sẽ tìm cách là thông qua những cái regulation hay là administrative order, là những cái quyết định từ phía hành pháp đưa ra để bắt buộc mọi tiểu bang phải tuân theo, thì nó sẽ gặp cái sự chống đối rất là mạnh mẽ và tiếp tục vào tối cao pháp viện như là đối với cái đạo luật Obamacare. Thì Quốc Cường không nghĩ rằng là Tổng thống muốn đi theo con đường đó. Xin cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình hôm nay. Hy vọng đón luật sư trong kỳ tới. Xin cảm ơn ký giả và xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn kỳ tới.
Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thịnh Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.